Thank you.
Quý đồng hương nào đang có Medicare nhưng cần đi làm răng, Asifa đang có chương trình cho các bác có được 3.500 đồng mỗi năm để đi làm răng hoặc Yo hasta viendo películas me tenía que salir a fumar. Así que me tocó transformarme. Yo creo que cada uno tiene su lucha. Lo importante es no parar de luchar. Y ya son 10 años sin fumar. Quý đồng hương nào đang có Medicare nhưng cần đi làm răng, Asifa đang có chương trình cho các bác có được 3.500 đồng mỗi. Quý đồng hương nào đang có Medicare nhưng cần đi làm răng, Asifa đang có chương trình cho các bác có được 3.500 đồng mỗi năm để đi làm răng hoặc implants. Quý đồng hương nào đang có Medicare nhưng cần đi làm răng, Asifa đang có chương trình cho các bác có được 3.500 đồng mỗi năm để đi làm răng hoặc implants. Hãy gọi. Quý đồng hương nào đang có Medicare nhưng cần đi làm răng, Asifa đang có chương trình cho các bác có được 3.500 đồng mỗi năm để đi làm răng hoặc... Illegal fentanyl has made its way into the drug supply. It only takes the tiniest amount to cause a fatal overdose. A fraction of a raindrop. Or 3 grains of salt. Know the dangers. Illegal fentanyl has made its way into the drug supply. It only takes the tiniest amount to cause a fatal overdose. A fraction of a raindrop. Or 3 grains of salt. Know the dangers. The drug landscape has changed. Illegal fentanyl has made its way into the drug supply. A synthetic opioid up to 50 times stronger than heroin, up to 100 times stronger than morphine. It only takes the tiniest amount to cause a fatal overdose. Although fentanyl is being mixed into almost every kind of drug, you wouldn't be able to see it, smell it, or taste it. Know the dangers. Learn the facts about fentanyl and ways to protect yourself.